Xin kính chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với Toyota Hiroshima Tân Cảng, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay thì Thắng sẽ tiếp tục mang đến cho quý anh chị một mẫu xe vừa được thu về nha. Trước mặt quý anh chị đây chính là Toyota Innova 2.0G, phiên bản số tự động, xe sản xuất 2020. Mẫu xe này thì di chuyển được 41.000 km cho quý anh chị, màu bạc và mang biển số thành phố 51H nè. Thắng công khai cái biển số cho quý anh chị xem luôn. 51H25810. Nếu như quý anh chị nào chúng ta đang có hộ khẩu thành phố á, chúng ta mua mẫu xe này sẽ tiết kiệm được 20 triệu tiền biển số nha. Xe này thì mới vừa được thu về, mới vừa cập bến Tân Cảng luôn. Chưa được vệ sinh, chưa được dọn dẹp gì hết. Chúng ta cùng đi tổng quan về xe và Thắng sẽ công bố cái giá bán dự kiến luôn. Để cho quý anh chị chúng ta đang có nhu cầu về những chiếc xe Innova số tự động á thì có thể tham khảo thêm. Thấy được thì có thể liên hệ với Thắng, Thắng sẽ hỗ trợ quý anh chị coi xe thực tế lái thử nha. Xe thì xung quanh cản trước có chày xước nè quý anh chị, thì chỗ này sẽ được làm lại nha. Những cái vị trí như là tay xe, cửa thì nước sơn còn rất là đẹp luôn, đồng màu. Lớp thì còn khá là dày, 41.000 cây thôi, phanh trước là phanh đĩa. Xe thì cam kết về chất lượng rồi, không cắn đụng tai nạn, không ngập nước, không tua đồng hồ nha. Đăng kiểm đường bộ thì còn xa, tháng 2 2024. Phụ kiện thì có dán phim che mưa đây, bộ chắn cửa thì chưa có, thì những phụ kiện nào thiếu á thì Thắng có thể xin công ty hỗ trợ thêm cho mình nha. Tôi yên tâm, mua xe cũ mang danh nghĩa là mua xe cũ nhưng mọi thứ nó phải chỉnh chu đầy đủ. Quý anh chị ta mua xe về chỉ có dùng thôi, không cần phải đi đâu làm thêm bất cứ thứ gì hết. Phía sau xe nè, cốp xe rộng rãi nha. Hàng ghế thứ ba thì chúng ta nếu không dùng ta có thể gặp lại như thế này, ta được một cái khoang lý xe rộng hơn nha quý anh chị. Đây, ghế đã được bọc da màu nâu rồi nè, ốc cốp chưa ra nè, xe không có va chạm phía sau. Lớp dự phòng, chìa khóa còn còn hai chìa đầy đủ. Lát nữa để lại nha. Rồi ok đó. Đó, xe thì mới về, trên tay Thắng là chìa khóa nè quý anh chị. Thì mấy bạn nhân viên cũng đang ra để mà chụp những tấm ảnh và gửi đến những khách hàng đâu có nhu cầu về xe này. Xe cũ về thì bên Thắng có một đặc điểm là những cái xe nào mà chưa hoàn thiện nha, đang về, mới về thôi, chưa hoàn thiện vẫn cho khách hàng xem bình thường luôn, không giấu giếm gì hết. Những chỗ nào mà trầy xước vẫn cho khách hàng coi. Và khi mà quý anh chị ta mua thì bên hãng sẽ bàn giao cho mình một chiếc xe đẹp long lanh nha, chứ không có để nguyên những cái vết trầy xước. Quý anh chị ta để ý thấy những cái phần mình xem, nước sơn rất là liền lạc luôn, đồng màu. Xe chủ giữ khá là kỹ. Lớp thì còn khá là dày nha quý anh chị. Rồi phía sau xe nè, có trải sàn rồi, trải sàn ghế da. Trần xe thì vẫn còn trần nỉ zin nha. Xe mới về cho nên là chưa vệ sinh đúng không anh chị, cho nên còn dính bùn đất với lại một số đồ của chủ trước còn để trên xe. Này, phía trước nè quý anh chị, số tự động 6 cấp, đầu DVD, tích hợp camera xe, điều hòa tự động, cân bằng điện tử, có đầy đủ hết nha, có camera hành trình luôn. Đây, tem sản xuất 2020 nè quý anh chị. Thắng mở cái nắp capo cho quý anh chị coi cái khoang động cơ. Những mẫu xe này thì chúng ta có thể kết hợp đi gia đình hoặc là chạy kinh doanh dịch vụ nha. Những xe đa dụng. Đây, động cơ nè, chưa từng tháo rã, chưa từng đại tu. Đối với động cơ này thì bên Thắng sẽ tiến hành kiểm tra 176/1 nè, thay nhớt, bảo dưỡng lại hết cho mình. Và quý anh chị chúng ta mua về á, chạy khoảng độ 4-5 ngàn thì chúng ta làm một cái đi vô hãng ta bảo dưỡng giống như cái xe mới nha. Tại vì khi mà những cái xe cũ về, mặc dù là xe lướt hay là xe chạy nhiều, thì bên Thắng cũng phải thay nhớt cũng như là làm bên trong để cho khách hàng nhận được một chiếc xe giống như xe mới vậy đó. Và chúng ta tiếp tục cái chu trình bảo dưỡng tại hãng thì cái xe sẽ bền mãi nha quý anh chị. Rồi, Innova số tự động 2020 đi được 41.000 cây. Xe này thì bên Thắng dự kiến chào bán mức giá là 835 triệu nha. 835 triệu. Nếu như quý anh chị quan tâm thì gọi cho Thắng, Thắng tư vấn cụ thể hơn về chi phí lăn bánh, thủ tục mua bán, rồi sau đó hỗ trợ quý anh chị coi xe thực tế, lái thử cảm nhận nha. Rồi, xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video lần sau nha.